câu chuyện 12 lính Mỹ chống lại Taliban trên lưng ngựa. 12 Strong hay tựa đề Việt là 12 kỵ sĩ quả cảm, tường thuật lại một câu chuyện có thật của những người lính Mỹ hợp lực cùng quân và dân Afghanistan chống lại tổ chức khủng bố Taliban. Vụ khủng bố kinh hoàng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến cả thế giới rúng động và người Mỹ bàng hoàng. Không nằm ngoài cảm giác đó, đại úy Mitch Nelson do thằng sấm Chris Hemsworth thủ vai cùng các đồng đội quyết định tình nguyện tham gia đội đặc nhiệm đầu tiên được cử tới Afghanistan ngay sau sự kiện đẫm máu đó. Tại mảnh đất xa lạ, họ buộc phải hợp tác với Abdul Rashid Dostum do Navid Nekeban thủ vai, một vị tướng của Liên minh phương Bắc nhằm tiêu diệt các cứ điểm quan trọng của Taliban. Nhiệm vụ chính của biệt đội 12 người này là xác định tọa độ của kẻ thù để lực lượng không quân có thể đánh bom từ trên cao. Nhưng địa hình hiểm trở cũng như sự phức tạp của các phe phái tại Afghanistan buộc Mitch Nelson sớm phải trực tiếp tham gia những cuộc đấu súng khốc liệt trên lưng ngựa. Trong nhiều năm qua, Hollywood đã cho ra hàng loạt các bom tấn lịch sử theo gót giày người lính Mỹ. Không thể không kể qua các bộ phim như Zero Dark Thirty. 2013 là cuộc đấu trí căng thẳng trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden. Phim Lone Survival cùng năm hay 13 Years 2016 là những tác phẩm mang nặng tính hành động với nhiều khoảnh khắc thập tử nhất sinh. Còn về huyền thoại American Sniper của ông Clint Eastwood đạo diễn dựa trên câu chuyện có thật, thì xoay quanh tâm lý phức tạp, quyết định khó khăn của xạ thủ lừng danh Chris Kyle do Bradley Cooper thủ vai. 12 Strong như nối dài truyền thống đó của Hollywood và muốn kết hợp tất cả điểm mạnh của các chuỗi tác phẩm kể trên. Phim chứa đựng nhiều trận chiến hoành tráng, những cảnh chia tay mùi mặn giữa người lính với gia đình, nỗi nhớ thương về người thân của họ khi ở nơi tiền tuyến, cũng như hàng loạt màn thử thách đấu trí giữa đội đặc nhiệm với cả đồng minh lẫn kẻ địch. Với kinh phí sản xuất chỉ là 35 triệu đô la, 12 Strong thực tế đã làm khá tốt về mặt bối cảnh và hành động. Bộ phim tái hiện thuyết phục bối cảnh đất nước Afghanistan với những vùng hoang mạc đan xen, đồi núi rộng mênh mông. Bản hành động diễn ra tương đối kịch tính với nhiều trường đoạn đấu súng, cưỡi ngựa, cháy nổ dữ dội. Dù được gắn nhãn R, hạn chế khán giả dưới 17 tuổi, 12 Strong cũng chưa mang đến sự khắc họa, sự nguy hiểm, đẫm máu hay quan trọng hơn là đủ mang rợ của Taliban mà biệt đội đặc nhiệm của Miss Nelson phải đối mặt. Điểm trừ chủ yếu của phim là vấn đề thường thấy của phim chiến tranh Hollywood. Thứ nhất, những người thiệt mạng trong phim chủ yếu là phe Taliban hoặc phe Liên minh phương Bắc. Trừ đoạn thảm sát ngắn ngủi tại một thị trấn là điểm sáng hiếm hoi cho thấy sự tàn bạo của bè lũ khủng bố cực đoan. Thứ hai, giống như mô típ của người hùng cũ kỹ xưa này, Mitch Nelson và 11 thành viên dưới trướng của anh cứ vậy vượt qua hiểm nguy rất dễ dàng. Một thành viên của đội bị trúng bom cảm tử, tưởng như sẽ thiệt mạng, nhưng rốt cuộc mọi chuyện trôi qua khá chóng vánh. Tuy nhiên, bộ phim vốn dựa trên những sự kiện có thật ở ngoài đời thực, nên khó có thể trách đạo diễn Nicholas cùng đội ngũ biên kịch về điều đó. Tuy nhiên, cũng bởi vậy mà sự gai góc, khốc liệt của chiến tranh là điều mà 12 Strong còn thiếu. Chris Hemsworth nói bật hơn tất cả là nhân vật chính của bộ phim. Đại úy Mitch Nelson là mảnh đất màu mỡ để Chris Hemsworth thêm một lần nữa thể hiện tài năng diễn xuất và hành động. Không khiến khán giả thất vọng, tài tử thằng sấm đã làm tốt vai trò dẫn dắt tác phẩm. Một nhân vật có nhiều màu sắc khác của 12 Strong là tướng quân Dostum. Ông được xây dựng là kẻ khó đoán lúc đầu phim. Càng về sau, nhân vật càng trở nên phức tạp hơn dưới phần diễn xuất ấn tượng của Navid. Bên cạnh đó, dàn diễn viên của 12 Strong thực tế còn rất nhiều gương mặt sáng giá như Michael Shannon, Michael Pena, William Fichtner hay Javonte. Tuy vậy, đắc diễn hạn chế khiến họ không thể phát huy hết khả năng diễn xuất. Như Pena hay Rhodes, chủ yếu chỉ có nhiệm vụ mang đến những khoảnh khắc hài hước cho tác phẩm, nên dù phim mang tựa là 12 kỵ binh quả cảm. Ngoài Mitch Nelson
vai trò của những người còn lại tương đối mờ nhạt. Nhưng hụt hẳn hơn cả là nhân vật phản diện Joseph Tamoi thể hiện, viên chỉ huy lực lượng Taliban lộ diện trong phân cảnh ngắn thể hiện sự tàn bạo của đối phương, chứng tỏ mình là kẻ vô nhân tính. Nhưng gã cứ vậy mà mắc hút trong suốt thời gian còn lại và xuất hiện trở lại chỉ để bị tiêu diệt bởi nhóm người hùng. Nhìn chung, đây là nhân vật phản diện khuôn sáo và không thể giúp lột tả sự phức tạp của cuộc chiến tranh tại Afghanistan. Cũng bởi quá ôm đồn về mặt nội dung, Tolson không làm tốt bất cứ mảng nào ngoại trừ hành động. Thông điệp ca ngợi người lính Mỹ là điều hiển nhiên, nhưng chắc chắn làm khán giả tò mò và muốn tìm hiểu thêm về sự thật sau khi tác phẩm khép lại. Nhìn chung, Tolson không phải là một bộ phim tệ. Tuy nhiên, tác phẩm rõ ràng còn có thể hay hơn nữa nếu như đạo diễn Nicholas biết chắt lọc nội dung, cũng như mạnh dạn đào sâu hơn về sự ác liệt của cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan.